Một đại hội thu nhỏ tại Charlotte, một phần diễn ra trực tiếp và một phần được thu hình trước. Các đại biểu đảng Cộng hòa từ khắp nơi trên nước Mỹ đều ủng hộ Tổng thống Trump. Đoàn đại biểu lớn nhất của tiểu bang nhỏ Rhode Island tự hào đoàn kết bầu 19 phiếu ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump. Khi trọng tâm của đại hội chuyển từ Charlotte sang Washington chiều tối thứ Hai, lần lượt các diễn giả bảo vệ cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch và nền kinh tế, cũng như đại hội bên đảng Dân Chủ, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Latin giữ vai trò nổi bật. Trong đó có bà Nikki Haley, một người Mỹ gốc Ấn, là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Những chủ doanh nghiệp nhỏ người da đen, những người chứng kiến cơ nghiệp của họ bị đốt phá, họ quan trọng. Con em của người da đen bị bắn hạ khi đang chơi ở công viên, mạng sống của chúng cũng rất quan trọng. Tổng thống Trump xuất hiện tại Nhà Trắng gặp gỡ các nhân viên tuyến đầu chiến đấu chống đại dịch, dẫn chứng các thành tích của mình, kể lại việc bổ nhiệm các thẩm phán liên bang bảo thủ. Điều mà ông nói rằng đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden sẽ không làm. The radical left will demand that he appoints super radical. Cánh tả cực đoan sẽ yêu cầu ông ta bổ nhiệm các thẩm phán điên cuồng siêu cực tả vào tòa án tối cao. Giấc mơ Mỹ của chúng ta sẽ chết. Phe Dân Chủ cáo buộc ông Trump tìm cách làm chậm lại dịch vụ bưu chính trong thời gian đại dịch để thủ lợi cho việc tái đắc cử của ông bằng cách gây khó cho các lá phiếu của những người có khả năng sẽ bầu cho ông Biden. Ông Trump nói phe Dân Chủ đang thúc đẩy một kế hoạch bỏ phiếu bằng thư bưu chính có thể khiến cuộc bầu cử bị gian lận. Tôi nghĩ đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị. Tôi muốn nó đến bên ngoài ranh giới quốc gia của chúng ta. Họ hành động như thể họ đang bị hại. Đó là một tuyên bố bị đảng Dân Chủ chế giễu. Người xem liên tưởng đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước của phong trào Black Lives Matter khi nghe phát biểu của cặp vợ chồng ở St. Louis, hai người từng xách súng ra trước nhà của họ khi họ cảm thấy bị đe dọa bởi những người biểu tình. Họ chưa hài lòng với việc sử dụng bạo lực và gây hỗn loạn tại các cộng đồng của chúng tôi. Họ muốn xóa bỏ hết các vùng ngoại ô. Ông Trump đang thua điểm trong hầu hết các cuộc thăm dò, nhưng kết quả cuộc bầu cử sẽ tùy thuộc vào việc ai thắng ở các bang chưa ngã về bên nào như Michigan. Tôi hy vọng ông Trump sẽ được nhiều phiếu bầu ở Michigan hơn lần trước. Các chính sách năng lượng, chính sách sản xuất, hiệp định thương mại mới, tất cả những thứ đó đều mang lại lợi ích to lớn cho bang Michigan và cho cả miền Trung Tây. Đảng Cộng hòa có 3 đêm nữa để mô tả hình ảnh của mình cho cử tri trước khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn quyết liệt để về đích.